Ok. Cái này giờ em sẽ bỏ bon nha. Em sẽ bỏ bon. Dạ. Hello chị Loan. Ok, bây giờ mình sẽ dùng cái số 2 năm mà chưa ha. Mình sẽ dùng số 2. Mình sẽ lấy clear lớp đầu tiên nè. Lớp đầu tiên em chỉ sơn một đường thẳng nhỏ. Đây em sẽ sơn một cái đường thẳng nhỏ ở đây, qua cái phần một nối móng một chút xíu nha. Mình sẽ đắp dip vô. Tiếp tục em sẽ lên một chút xíu nữa. Em cũng sơn thẳng. Sơn một đường thẳng nhỏ ở giữa thôi, đó. Em dip vô. Xong, cái này là em dip màu white nha. Cái màu white của bên em rất là đẹp. White đó. Đây, đây là cái số 2 ha. Màu số 2. Lên anh Ray. Ta có móng là chạy qua đây lấy anh Ray ơi. Ta có móng là chạy qua đây lấy. Đây mình cũng sơn ở giữa luôn. Mình lên 70% mình sơn ở giữa thôi. Mình sơn một lớp ở giữa nè. Đó. Dip vô. Hello anh Tony Trần, em nè. Em đạt nè. Em cho đây em đạt đây. Mình phủi xuống xong tiếp tục lớp thứ hai em lên cao một chút xíu em đi xuống. Bây giờ cái lớp này là em mới ra hai bên hông nè. Đó, em nhúng vô. Lao cho chơi, sorry anh nha, tối giờ anh em mình nói chuyện. Đó, tiếp tục lớp thứ ba nè, lớp màu thứ ba em sơn sát luôn, em bỏ sát lên critical luôn. Hello, rồi xong luôn, khách vô luôn. Em sẽ làm một ngón này cho anh chị em xem ha. Đây mình dip lên thêm một lớp nữa thôi nha, thêm một lớp cuối. Ủa mấy giờ rồi mà khách mình vô rồi ta? Dạ em dip anh. Em dip anh Tony. Em dip. Đó, bây giờ lớp màu thứ tư là mình sơn sát nè. Em sẽ sơn thiệt là sát lên critical luôn. Mình làm nhẹ nhàng thôi. Xong mình dip vô. Giữ 3 giây nhé. Xong. Chị nhìn nè. Cái móng dip mà nó có độ cong nè anh chị em thấy không? Đó, nó có cái độ cong nè. Nó rất là natural ha. Tí nữa mình sẽ dũa. Em sẽ bỏ cái activator vô. Em sẽ dùng cái activator number 3. Activator nha. Mày cút đi. Mày có qua đây lấy tiếp không? Không thôi hết ráng chịu nha. You know color? You know color? What color? Xem. Ok. Ok, em sẽ đợi nó khô một chút xíu. Nếu mà anh chị muốn chắc nữa thì anh chị bỏ cái số 2 lên. Đó, mình vuốt cái số 2 lên. Mình bỏ số 3 trước rồi mình bỏ số 2 nha. Thì cái cây cọ này nó không bị dính nè. Không, nếu mà anh chị giống như là mình quét số 2 lên xong rồi mình mới bỏ số 3 nhiều. Sometimes nhiều lúc nó có cái nước số 2 đó, nó bám lên nó dính. Mình bỏ số 3 trước rồi mình bỏ số 2 nhé. Mình đợi cho nó khô một chút xíu. Em sẽ làm một ngón này gray xong thì em sẽ để ta 4 bịch chiều hoặc sáng mai xong rồi. 4 bịch cái đầu mày, tao có 2 bịch à. Giờ mày lấy không? 1 bịch. Tao có 2 bịch à. Đưa cho mày 1 bịch rồi mình đổi gì nữa. Ok, bây giờ em giũa nha. Cảm thông lên website order mày.
Đây mình em sẽ để cái thẳng cái dũa vô. À, mình ép cái phần bột nó u lên. Mình ép nó vô. Anh chị thấy rất là nhanh khô, rất là nhanh khô luôn, cái activator bên em rất là nhanh khô. Mình dũa sẽ không bị mess up ha. Đây, anh chị em sẽ thấy từ từ nó thẳng nè. Nè. Đó. Mình dũa cái phần đầu móng cho nó thẳng nữa. Mày lấy không? Mày lấy thì ta qua đây ta đưa, còn không lấy thì tự order đi mày. Tao có hai bịch mà giờ mày. Mày ăn tư nước sống ra luôn đi em ơi. Đây, anh chị thấy không? Cái xếp này rất là thon, rất là gọn. Nhìn nó rất là bắt không? Cái dip là cái xếp này là ok rồi nha anh chị nha. Đó, cái dip này là ok rồi. Tao có hai bịch mày đã lấy bốn bịch đâu ra? Mày qua đây tao cho mấy bịch qua mạng nè. Thằng quỷ. Đó, xong cái xếp ha. Bắt đầu em sẽ chạy, em sẽ lấy cái phần cái đầu dũa này nè. Thank you Anthony. Thank you anh. Đây cái đầu dũa này. Cái này deep thôi anh ơi. Em deep sơ sơ thôi. Với lại làm ombre cho anh chị làm đơn giản nhẹ nhàng thôi, chứ còn design em dở lắm. Ok, cái đầu dũa này em sẽ chạy nhẹ nè. Nếu mà anh chị em dũa giống như dip mà dính cái critical á, thì cũng đừng có sợ, tại có cái đầu dũa này nó không có bị cắt. Đó, em sẽ chạy. Anh chị sẽ thấy nè ha, nó rất là tròn mà không có bị cắt tay hết ha. Đó. Rất là good ha. Ok, bắt đầu mình sẽ lấy cái cục chạy kia ra ngoài ta. Ê, em sẽ lấy cái cục này chạy lại nha. Thank you Anthony. Ủa, anh đang đi đâu hả? Hay là đang làm? Đó, mình sẽ chạy lại, sơ sơ lại. Chạy cho nó mịn lại ha. Ố, đau hả? Dính hả? Hôm nay nó bị rung tay. Ok, chắc chạy á. Wow, hồi nãy thấy em tưởng anh chạy đi đâu chứ. Ok, xong. Mình xong rồi ha, mình phủi xuống. Em làm nhanh nhanh một chút xíu nha. Em sẽ dùng cái base ombre. Cái ombre gel nha. Rồi, để đâu nữa rồi. Chị thấy không? Đây cái chai này nha, em sẽ dùng cái chai này ombre gel nha, sẽ sơn lên. Tự nhiên tính like mà, ủa nãy coi đúng giờ mà ta sao kỳ vậy, nó vô sớm hay gì vậy ta. Okay, em sẽ bỏ vô đèn chỉ 15 giây thôi nha anh chị. 15 giây, bỏ vô đèn 15 giây. 15 second thôi. À, này làm dip chơi thôi chứ. Rồi, ok, bây giờ em sẽ dùng cái màu này. Phải màu này em chị. Đúng không? 132 ha, cho nó đậm một chút xíu. Ok, cái này á 15 second xong rồi. 15 giây xong rồi, em sẽ nhúng vô clear nha. Em sẽ nhúng vô clear. Đó. Anh chị sẽ thấy nè, cái shape dip em rất là chuẩn ha. Đó, mình phủi xuống. Đây, xong. Thì bây giờ á, em sẽ lấy cái hũ này. Em sẽ bỏ cái đèn treo ra cho nó đỡ rộng chỗ. Ok. Giờ em sẽ lấy cái này em đánh nè. Đánh nhẹ nhàng lên ha. Đó. Đánh cho nó lem ra. Đó. Cái này thì anh chị nào cũng làm được hết. Giống như mình như nghề không giỏi cũng làm được luôn. Rất là good. Đây, em sẽ phủi nó ra.
Nè. Thì thấy nè. Ha. Đó. Muốn đậm một chút xíu nữa thì mình đấm xuống. Đó, mình quét xuống nè. Mình lấy cái phần cỏ đó để nằm xuống mình quét xuống. À, của công ty em luôn ha. Anh chị em có thể vào website của Not Polish mà order nha. Đây. Rất là easy luôn. Đó, rất là dễ. Ha. Chỉ cần dùng cái chai base ombre gel này thôi là mình có thể làm được bất cứ màu nào anh chị muốn nha. Màu pink lợt, pink đậm hay là bất cứ màu nào anh chị muốn là mình dùng cái chai này nha. Xong. Em có vào mà không thấy anh ơi. Vậy là chắc hết á. Inbox cho em đi chị. Inbox cho em đi. Đây xong. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái chai close là cái chai shiny nè. Ha, mình dùng cái chai này sơn lên chị sẽ thấy rõ hơn. Dạ con đó cô ba. Chị em thấy ombre dipping rất là dễ ha. Ombre trắng hồng rất là dễ. Hello Vi, khỏe không cưng? Này, chị em thấy dip nói chung là nó cái màu nó cũng đẹp, nhưng mà theo cái step work của em á thì cái shape nó cũng rất là đẹp. À, hiệu bột khác thì em không có gan ti lắm nha. Thì hiệu khác thì tất nhiên cũng có thể nó ra. Cũng có thể nó ra, nhưng mà cũng em nghĩ là cũng tùy màu thôi. Giống như là nhưng mà bên em thì màu nào cũng ra được hết, nhưng mà bột khác thì em không có chắc chắn lắm. Nhưng mà có nhiều màu nó sẽ ra. Bột hiệu bột khác thì có nhiều màu nó sẽ ra. Hello. Anh chị em sẽ thấy nè. Đây nè. Cái này á thì nó là anh chị em thấy không? Cái màu pink này thì nó hơi lợt nè. Đó, giờ nó lên màu rồi nè chị. Sao nãy mà lúc mà mình đang làm nó không có sáng lắm. Còn cái màu này thì nó hơi đậm hơn. Không. Đó. Ừ, anh khỏe em lúc nào chả khỏe đó, cái màu này thì nó hơi đậm hơn nè. Thì tùy anh chị em nè. Chị em thấy cái độ u của móng không? Dipping 5 lớp mà nhìn anh chị em nhìn nó rất là natural ha. 5 lớp. Đó. 5 lớp ha, rất là đẹp, dipping mà nó có cái độ cong nè anh chị thôi.